lô ghế Starbucks và quán Kid Coffee Cô Maya, phường Thảo Điền, quận 2. Ghế Starbucks gỗ áp tựa lưng, uống công chăm chăm. Anh chị có thể chọn màu sơn và màu vải, bên xưởng sẽ làm theo cầu. Lô này 50 cái, mình đem ra resin chụp hình khoảng 3 đến 40. Quán cà phê này lớn lắm. Bên quận 2 4 tầng dành cho trẻ em. Anh chị có thể search trên mạng Cô Maya Cà Phê Kid Cà Phê. Cà phê chứ không phải coffee, coffee gà. Nó không có gà. Khé phay á. Tự lưng uống công nha.